Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, miền Bắc đã có 2 ngày cuối tuần với mức nhiệt độ ở mức thấp. Như tại thủ đô Hà Nội, trưa chiều nhiệt độ phổ biến dưới ngưỡng 20 độ, trời rét. Tuy nhiên, mưa ít xảy ra nên còn thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân và du khách đến đây trong dịp cuối tuần. Từ đêm nay, khối không khí lạnh sẽ bước vào giai đoạn suy yếu. Miền Bắc sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn vào đêm và sáng, tập trung chính ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Nền nhiệt độ vì thế có xu hướng tăng nhẹ. Đêm nay, nhiệt độ ở mức là từ 17 cho đến 20 độ, có nơi thấp hơn do địa hình cao. Đến trưa chiều mai thì trời tạnh ráo, nhiệt độ lên mức là 22 cho tới 24 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ trưa chiều có nắng nên nhiệt độ 24 đến 26 độ, có nơi cao hơn. Với miền Trung, mưa giảm nhanh, trưa chiều có nắng trở lại, nhiệt độ theo đó tăng dần. Cao nhất trưa chiều ở mức là từ 23 đến 25 độ ở các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đạt mức là 26 đến 28 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ban ngày cao nhất dao động từ 30 cho đến 33 độ. Đối với Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày mai tiếp tục lại là một ngày nắng sớm, cường độ nắng mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến trên 32 độ. Nắng nóng vẫn xảy ra cục bộ ở Tây Nguyên và diện rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Thời gian nắng nóng sẽ duy trì trong khoảng từ 11 đến 15 giờ chiều. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gần sáng và sáng mai thì cần lưu ý tới hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Còn ngoài khơi ở khu vực Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ ngày mai sóng gió sẽ giảm dần, tình trạng biển bình thường trở lại. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 9 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.